cô dâu đang điên cuồng bỏ trốn. Người nhà của chú rể thì cầm cung và nỏ ở đằng sau truy sát cô ta. Hóa ra Grace là một tân nương mới được gả vào nhà giàu. Sau khi tổ chức hôn lễ với Alex xong, cô ta tưởng bản thân đã trở thành một phần của ngôi nhà giàu có này rồi. Nhưng Alex lại nói với cô ta, bắt buộc vào 12 giờ đêm phải chơi một trò chơi với người nhà mới chính thức được gia nhập. Trò chơi là gì thì phải rút bài mới biết được. Có thể là cờ caro, cũng có thể là cờ chéo. Grace cảm thấy quá ấu trĩ đi, nhưng vì muốn thuận lợi gả vào nhà giàu có, cô ta đồng ý rồi. Grace điềm tĩnh ngồi trước bàn trò chơi. Cha của Alex giới thiệu lịch sử của nhà họ. Đơn giản mà nói, tổ tông của Alex làm giàu từ các loại trò chơi. Vậy nên mỗi thành viên mới gia nhập lại phải chơi một trò. Không quan trọng thắng hay thua, chỉ là một nghi lễ mà thôi. Grace cười vui vẻ, giơ lá bài lên cho mọi người xem. Tất cả bọn họ ngẩn người ra. Tên của tấm bài là Trốn Tìm. Lần cuối cùng có người trong gia tộc bốc được con bài này là 30 năm trước. Đó là chú của Alex. Anh ta không may mắn bị tìm thấy, kết quả bị người nhà bắn nỏ chết. Bởi vì quy tắc của trò chơi Trốn Tìm này, sau 6 giờ mà không giết được, cả nhà Alex sẽ chết. Câu chuyện này là giả hay thật thì không ai biết, bởi vì người bốc phải con bài này đều đã chết. Grace vẫn chưa nhận ra mức nghiêm trọng của trò chơi này. Cô ta đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi trốn tìm bình thường. Cha của Alex nói với cô, vì sự bình đẳng, bọn họ sẽ tắt camera đi. Chỉ cần sau 6 giờ cô ta vẫn không bị tìm ra thì coi là thắng. Thời gian được tính theo bài nhạc quỷ quái này. Trò chơi bắt đầu. Grace tìm được một cái tủ chuyên đưa thức ăn, vui vẻ trốn vào trong. Ở bên kia, người nhà Alex đang được phân phát vũ khí, có rìu, có nỏ, thậm chí có cả súng săn. Đây chính là một loại game giống như PUBG. Còn Alex bị em gái giám sát ở đây. Alex vô cùng suy sụp. Dựa vào cái cho gì mà vợ của anh lại phải làm con mồi? Anh ta nhân lúc em gái đi soi gương chuồn ra ngoài. Còn ở bên này, Grace sau khi trốn được một hồi thấy ngột ngạt quá, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Alex kéo tay vào phòng. Alex bảo cô ta im lặng. Lúc này một người giúp việc bước vào. Cô ta tìm từ phía thấy chẳng có gì kỳ lạ liền rời đi. Nhưng đột nhiên lại bị bắn một phát vào đầu. Grace sợ hãi lấy tay che miệng. Hóa ra người vừa nổ súng là chị dâu của Alex. Bà ta đập đá nhiều nên sinh ra ảo giác. Người nhà Alex nghe thấy tiếng súng chạy tới, la mắng cô ta. Cái loại đần nát này có mỗi trắng với đen mà cũng không phân biệt được à? Hơn nữa vật cần hiến tế phải còn sống, mày bắn chết nó thì làm được gì? Còn sống, hiến tế. Grace nghe xong liền mơ hồ sợ hãi. Cả gia tộc này kỳ quái quá đi. Cô dâu phải chơi một trò chơi vào giữa đêm. Trò gì thì do thẻ bài quyết định. Nhưng Grace lại bốc phải tấm bài đen đủi, trốn tìm. Đơn giản mà nói đây là game PUBG. Alex nói với Grace, cô ta phải tự mình tìm đến cánh cửa nhỏ ở trong bếp trốn thoát ra. Alex sẽ đi tới phòng giám sát giúp cô ta mở tất cả các cánh cửa ra. Grace xé váy của mình đi, khoác lên đôi giày thể thao bắt đầu hành trình chạy trốn. Nhưng vừa mở cửa, cô ta liền gặp đúng ba người đang xử lý thi thể. Grace muốn quay lại, nhưng chị dâu lại cầm súng chĩa vào cô. May là bà chị này quá gà, bắn loạn cả lên, suýt nữa giết cả ba người họ. Grace liền nhanh chóng bỏ chạy tới phòng bắn bia, nhưng lại gặp phải anh trai của Alex là Daniel. Daniel và Alex chơi với nhau từ nhỏ, họ đều ghét trò chơi này. Anh ta cho Grace 10 giây để chạy trốn, thời gian hết anh ta sẽ hôn người. Người đầu tiên đến là người vợ Charity của anh ta. 10 năm trước cô ta kết hôn cũng phải bốc bài, may sao bốc vào trò cờ chéo. Cô ta không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, vì vậy cô ta điên cuồng đi tìm Grace để giết chết ata. Một lúc sau người nhà cũng đến theo. Bọn họ đề nghị bật camera để tìm Grace, nhưng bọn họ không biết rằng Alex đã sớm tới phòng giám sát mở hết cam ra. Ở phía khác, Grace bước vào nhà kho. Cô ta nhìn thấy trên tường có một khẩu súng. Thứ này chắc phải mạnh hơn K98 nhiều, đã có trang bị, sức chiến đấu bùng nổ trong cô ta. Cô ta to gan bước tới phòng bếp, gặp đúng quản gia. Cô ta cầm súng chĩa vào đầu quản gia nói hắn hãy tránh ra. Kết quả hắn nói với cô, súng này chỉ là đồ trang trí mà thôi. Grace không tin liền thử bóp cò. Quả nhiên, dưới tình huống gấp gáp, cô ta dùng ấm nước đập vào đầu hắn ta, sau đó chạy ra ngoài. Alex nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trong cam rồi, đúng lúc chuẩn bị ăn mừng. Anh trai đến rồi. Alex dùng bình cứu hỏa đập nát bàn giám sát đi, sau đó bị bọn họ xông vào bắt lấy, còng vào thành giường. Lần này không có ai giúp cô ta rồi. Grace điên cuồng bỏ chạy về phía sau vườn hoa, chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng nửa đường cô ta gặp cháu trai. Grace cố gắng thương lượng với cậu bé, nhưng lập tức cậu ta cầm khẩu súng lên. Grace phẫn nộ đấm cho cậu ta một phát, sau đó cô xé váy làm băng tay, lại tiếp tục lên đường. Sộ của cô ta đã quá 100 rồi. Cô ta dùng sức kéo mở hàng rào, ố nhịn đau mà chui qua. Lúc này trên đường có một chiếc xe sang đi qua, cô ta cố gắng vẫy nó, nhưng đối phương không dừng lại. Cô ta tức tối mắng mỏ. Bên này, quản gia lái xe đi tìm tung tích của cô ta, đuổi kịp được cô ta. Grace không còn chỗ nào để trút giận, đánh dùng váy thắt của ông ta, sau đó lái xe đi mất. Nhưng chưa được 2 phút hệ thống báo xe đã bị ăn cắp, lập tức dừng lại. Rốt cuộc cô ta đã làm gì sai? Đêm tân hôn, bị nhà chồng truy sát bằng nỏ và súng săn ở đằng sau, Grace tuyệt vọng gục xuống vô lăng. Tới lúc cô ta tỉnh lại, quản gia đã kịp đuổi theo tiêm cho cô ta một mũi thuốc tê khiến cô ta ngất đi. Bọn họ biết được quản gia đã tóm được cô, liền vui vẻ thở phào. Hắn ta mở nhạc thật to, hai tay giơ lên không trung thật vui vẻ, lập tức bị Grace vừa tỉnh dậy đá cho một phát. Chiếc xe mất lái, cả hai người họ đều ngất đi. Tới khi Grace tỉnh lại phát hiện bản thân bị trói ở trên bàn hiến tế,
Xung quanh đều là gia đình nhà chồng. Bọn họ mỗi người uống một cốc nước thánh. Sau khi niệm xong những lời nguyền rủa liền bắt đầu tiến hành. Đúng lúc họ chuẩn bị đâm thanh kiếm xuống, mấy người họ bắt đầu nôn ra máu. Hóa ra người anh trai này không tin vào những thứ nguyền rủa này nên đã hạ độc vào nước. Daniel kéo Grace vào một góc khuất nhưng bị người vợ Charity của hắn tìm thấy. Vợ của anh ta vì cuộc sống trước mắt không chút do dự bắn vào chồng của mình. Daniel trúng đạn chết ngay tại chỗ. Grace vô cùng phẫn nộ, trực tiếp cướp vũ khí của ta rồi đánh ngất. Tiếp đó Grace gặp phải ông ngoại. Ông ta nói cứ thuận theo trò chơi mà làm. Kết quả bị Grace đánh ngất, dầu của đèn rớt xuống, đốt cháy cả cái rèm. Grace mặc kệ nó tiếp tục chạy trốn. Nhưng vừa ra cửa thì gặp phải mẹ chồng. Bà ta không nói gì, chĩa nỏ về phía cô ta. Nhưng nỏ lại lệch rồi. Grace liền lập tức phản công, dùng đầu của mình đánh ngất bà ta. Đồng thời Alex dùng còng tay cưa đứt thành giường. Nhưng anh ta vừa thoát ra đã nhìn thấy người anh thân yêu nhất của mình đã chết. Lại nhìn thấy Grace đang liên tục dùng một cái hộp đánh liên tiếp vào mẹ của mình. Cho dù là ai cũng chẳng chịu nổi cảnh này. Alex dùng tay ôm lấy mặt của Grace, chuẩn bị tự tay kết thúc trò chơi ngu xuẩn này. Sau khi nhanh chóng nghiệm xong, Alex dùng dao chuẩn bị đâm xuống. Nhưng lúc này khát vọng được sống bộc phát lên trong cô. Cô tránh được dao chí mạng này. Đúng lúc này trời sáng dần. Bọn họ bịt mắt vào, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bọn họ có chút ngại ngùng. Cả đêm qua là cả một trò hề sao? Đúng lúc họ đang không đề phòng nhất, những việc kỳ lạ bắt đầu phát sinh. Máy phát nhạc tự động phát bài hát đó, chính là bài hát quái dị ấy. Cả nhà Alex lần lượt nổ tung, hóa ra tất cả là có thật. Grace tháo nhẫn đưa cho Alex, đương nhiên Alex cũng phải chết. Sau khi tất cả kết thúc, chiếc ghế gần đó có một bóng người thấp thoáng hiện lên. Hóa ra sự giàu có của nhà Alex đều là nhờ ký hợp đồng với ma quỷ mà có được. Sau đó cảnh sát đến, tất cả chỉ còn lại một đống cho tàn. Cảnh sát hỏi Grace đã xảy ra chuyện gì. Cô ta nói cô ta gả vào một nhà giàu có. Những người xem không hiểu phim này sẽ nghĩ đây là một trận PUBG. Còn ai xem hiểu thì sẽ thấy rõ ràng đây là phê phán tình trạng hôn nhân bây giờ. Nếu người phụ nữ không cẩn thận gả vào một gia đình khó ăn, thì những ngày về sau của cô ta giống như trò trốn tìm vậy. Phong cách gia đình kỳ lạ, họ hàng cay nghiệt, những quy tắc vô lý, còn có vô số nỏ và súng đang đợi để chế phục bạn. Có lẽ lúc này chồng bạn vẫn còn có một chút lương tâm, lúc biết bạn đang gặp khó khăn, muốn nỗ lực cùng bạn cao chạy xa bay. Nhưng thực tế cả gia tộc họ chính là một con tốt, yếu đuối, năng lực kém. Lúc anh ta vẫn đang bị còng tay, thì bạn cần phải giống như Grace, liên tục bò lên cao, lựa chọn chiến đấu, cởi bỏ những đôi giày cao gót chết tiệt, xé đi bộ váy dài thướt tha, cầm súng lên tay, đeo băng đạn trên vai. Đối mặt với những tên súc vật kia, thế giới này cũng có lúc thật nhỏ bé. Nhỏ tới nỗi chỉ có thể dựa vào bản thân bạn. Tôi là Phim TV, hẹn gặp lại, bye bye.